Hello, kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm sữa chua. Sữa chua thì sánh mịn, đặc biệt rất là dẻo luôn, mà thành công ngay lần đầu luôn á. Sữa chua úp ngược rất là dễ dàng. Mình nó chưa vào tủ lạnh luôn nè, mình mới ủ xong á, mà úp ngược rất là dễ luôn các bạn. Sữa chua thì nó đông đặc, sánh mịn, ăn thì nó dẻo nè, chua chua ngọt ngọt, rất là dễ làm. Mình đặc biệt là không có ủ nước luôn á. Mời các bạn cùng xem nha. Mình chọn cái sữa ong thọ nè để mình làm sữa chua. Vì sữa ong thọ cái độ đạm á, nó nhiều nên á, mình làm sữa chua nó rất là ngon, nó đậm đà. Rồi mình dùng một hộp này. Rồi các bạn dùng thêm cho mình sữa chua này nè. Sữa chua này mỗi một hộp là 100g á, mình dùng hai hộp. Cái sữa tươi thì mình dùng 1 lít ha, các bạn dùng loại nào cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái hộp sữa đặc này ra. Một lon sữa đặc này là 300g á, 300g sữa. Rồi mình sẽ cho hết vô cái nồi. Rồi cho hết sữa đặc á, thì bây giờ tới cái phần sữa tươi. Sữa tươi các bạn cũng sẽ cho hết vào đây. 1 lít sữa tươi này là không đường. Cái loại không đường thì mình làm á, nó rất là ngon, nó đậm đà mà nó thơm hơn nữa. Rồi bây giờ sẽ khuấy đều. Khuấy đều cho hai cái phần sữa này nó hòa tan với nhau. Rồi bây giờ sẽ bắt lên bếp mình nấu với lửa nhỏ. Trong lúc nấu thì các bạn cũng sẽ khuấy đều đều vậy nè, để cho cái phần sữa của mình nó ấm nóng lên. Đó, cái sữa nó vừa nóng lên là được nha, các bạn đừng có cho nó sôi ha. Nó nóng vậy nè, khoảng 50 độ á. Rồi mình sẽ tắt bếp. Rồi mình gờ tay vô nè các bạn. Mình gờ được cái tay vô cái nồi nha là được. Rồi sẽ cho hai hũ sữa tươi. Sữa tươi này á, thì mình để ngoài cho nó hết nguội, cái lạnh hết hoàn toàn luôn. Mình phải cho vô thì cái men nó mới hoạt động mạnh. Chuẩn bị những cái hũ để mình đựng sữa chua thì phải sạch, các bạn rửa cho nó sạch rồi mình để cho nó thật là. Rồi mình sẽ chắc các cái hũ này ra ha, rồi mình gót những cái sữa chua của mình vô đây luôn. Mình dùng cái ca nè. Mình gót cho sữa nó đầy ngập như thế này là được rồi. Đối với cái cách ủ của mình nó là ủ khô hoàn toàn luôn, không cần dùng nước. Cái cách ủ này nó dễ thành công nhất luôn á. Các bạn không cần phải đo lường nước, sợ nguội quá hay sợ quá nóng. Mình làm cái cách này nè, mình thấy cái sữa chua của mình ăn rất là ngon luôn. Rồi các bạn sẽ ủ cho mình trong cái nồi cơm điện hoặc là trong cái thùng mút á, thùng xốp nha các bạn. Cái dụng cụ nào mà nó giữ hơi được kính á thì mình dùng. Này mình chất vô hết vô cái nồi cơm điện rồi mình sẽ đậy nắp lại. Rồi với cái cách làm đơn giản vậy thôi, không cần thêm nước gì hết. Các bạn sẽ phủ cái mền hoặc là cái khăn á để mình chùm cho cái hơi ấm nó được giữ kín lại. Như vậy thì nó mới bảo quản được lâu. Rồi mình ủ ở đây khoảng 20 tới 24 tiếng luôn. Rồi, sau 20 tiếng rồi nè các bạn. Mình ủ 20 tiếng rồi đó. Giờ mình sẽ dở ra cho các bạn xem ha. Nếu như mà muốn ăn chua nhiều thì mình để 24 tiếng. Nhưng mà mình thấy cái sữa chua mình làm 20 tiếng là nó ngon rồi.
Đó các bạn thấy không, nó đặc sệt luôn nè. Wow, rất là ngon luôn á, láng mịn mà nó đặc, nó sánh mịn luôn á. Wow, rất là dễ làm luôn các bạn. Đây cái hũ nè. Đó, rất là đặc ha. Đó, mình rung rinh nó không nhúc nhích luôn nè. Đó, mình sẽ chất nó ra ha. À, mình chất ra cho các bạn xem cái độ đông đặc và sánh mịn của sữa chua. Đây mình mới vừa ủ xong đó mà sữa chua của mình rất là ngon luôn á. Với cái cách làm sữa chua úp ngược này nè, đơn giản dễ thành công. Đó, sữa chua của mình rất là sánh mịn luôn. Nó dẻo nè, mà nó trắng trong nè, mình úp ngược rất là dễ dàng nè, các bạn thấy chưa? Đó, cái cách mà ủ khô như vậy á, thành công 100% luôn á. Đó, mình úp ngược rất là dễ. Có nhiều bạn nói với mình nó là làm bị tách nước đó, nên hôm nay mình chia sẻ cái cách mới này để không có bị tách nước mà thành công dễ dàng nữa. Úp ngược rất là đơn giản luôn nè. Đó, mình chưa cho vô tủ lạnh luôn đó các bạn. Sữa chua nó trắng tươi luôn. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho vô tủ lạnh ha. Mình để cho nó đông lạnh lại. Rồi sau khi mình đã để trong tủ lạnh được 4 tiếng rồi nè, bây giờ mình lấy ra để mình thưởng thức thôi. Đây sữa chua nó lạnh dẻo, mịn màng, úp ngược dễ dàng. Đó, sữa chua của mình hoàn toàn không bị đá nha, không bị tách nước luôn, rất là sánh mịn và dẻo luôn á. Hũ nào cũng mình cũng để trong tủ đá hết trơn luôn, để cho các bạn xem coi nó có bị đông đá hay không đó. Nhưng mà hoàn toàn không bị đá, rất là dẻo, trắng tươi, mịn màng. Đó, rất là ngon luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thôi. Đó, sữa chua của mình nè, rất là dẻo mịn luôn á, giống y như sữa chua mình mua hũ cái sữa chua mà Vinamilk đó. Giống luôn, giống y hệt luôn, nhưng mà cái hương vị của mình á, nó chua ngon hơn. Nó không có bị ngán. Ăn vô á, nó có độ chua ngọt, béo thơm, rất là đậm đà luôn. Mình không có bị ngán như là cái sữa chua hũ đó. Đây, cái loại da ua mình làm như vậy nè, thành công đơn giản mà dễ làm nữa, chỉ cần ủ khô thôi. Đó, các bạn á, lúc mà mình nấu sữa đó, các bạn đừng có cho nó sôi nha, chỉ nóng lên mà mình rờ vào cái nồi mình thấy nó ấm tay mình là được rồi. Cái sữa giống như là cái độ nóng khoảng 50 độ, như là cái nước mà để ấm ấm mà cho em bé uống được á, rất là ngon luôn á các bạn. Các bạn hãy làm thử với cái cách làm sữa chua úp ngược đơn giản, dễ thực hiện, nhanh lẹ này nha. Ăn rất là ngon luôn, bảo đảm các bạn ăn sẽ ghiền luôn á. Nếu thích cái video này thì vui lòng đăng ký kênh nha các bạn, ủng hộ Alo Trà Vinh nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.